Xin chào, chào mừng bạn trở lại với kênh YouTube của Mini Studio. Thời gian vừa qua chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều về cách xác định được điểm mua, điểm bán của cổ phiếu. Và hẳn là bạn cũng học được rất là nhiều về những điều này ở trên livestream của tụi mình. Vậy khi bạn bắt đầu đầu tư á, thì việc phân bổ vốn vào những cổ phiếu này sẽ như thế nào cho hợp lý? Tại vì bạn thường nghe những câu nói giống như là đừng bao giờ bỏ trứng vào một rổ, hay là phải all in thì mới mau giàu được. Vậy thì những câu nói này có đúng không? Và chúng ta phải hiểu nó như thế nào? Thì hãy cùng với mình đi tìm hiểu trong video lần này nha. Dù bạn đầu tư theo phương pháp hay là trường phái nào đi nữa, thì điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm chính là mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của bản thân. Mục tiêu của bạn chỉ là đầu tư để kiếm được tỷ suất sinh lợi cao hơn tiền tiết kiệm, tức là khoảng 10-15%, hay là bạn sẽ muốn một mức độ tương đối tốt, khoảng từ 15-30%, hay bạn muốn mình có một tỷ suất sinh lợi vượt trội khoảng trên 30% một năm. Khẩu vị rủi ro của bạn như thế nào? Bạn không muốn rủi ro và giá cổ phiếu biến động quá nhiều. Muốn một công ty tăng trưởng đều đặn nhưng không quá đột biến. Chắc chắn là bạn phải phân bổ đầu tư khác với một người có khả năng chịu được rủi ro cao hơn, chấp nhận mức biến động lớn hơn để đổi lấy tỷ suất sinh lợi tốt hơn. Tùy theo đó mà bạn có thể lựa chọn cách phân bổ danh mục đầu tư sao cho phù hợp với mình. Ví dụ như nếu bạn là người có khẩu vị rủi ro thấp và hài lòng với mức độ lợi nhuận vừa phải, bạn có thể đầu tư phần lớn danh mục khoảng 70-80% vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và ít biến động nhiều, ví dụ như là Masan hay là MWG, Hòa Phát, Vietcombank hay là FPT chẳng hạn. Còn một phần nhỏ hơn, ví dụ như là khoảng 20-30%, bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu có tính đột biến cao, ví dụ như là các cổ phiếu midcap. Còn nếu bạn có khẩu vị rủi ro cao hơn và mong muốn một biên lợi nhuận lớn hơn, thì ngược lại, vào khoảng 20-30% vào các cổ phiếu lớn để phòng thủ. Phần còn lại thì bạn phải dành thời gian để đi tìm hiểu những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ không có một con số hay là một tỷ lệ phần trăm cụ thể. Tại vì mỗi người không ai giống ai hết, cho nên là bạn phải tự thử nghiệm với bản thân mình để tìm ra một con số và tỷ lệ phần trăm cụ thể cho mình. Bên cạnh đó thì số vốn lớn hay nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu rủi ro và cơ cấu danh mục của bạn. Tại vì đơn giản là nếu mà bạn giảm 20% của 50 triệu thì bạn chỉ mất 10 triệu thôi, thì có thể là nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý mình cho lắm. Nhưng mà nếu mà bạn có 10 tỷ thì 20% của mình là 2 tỷ, thì nếu mà bạn bị giảm danh mục đi 2 tỷ thì có thể là nó sẽ tác động đến tâm lý của mình rất là nhiều và dẫn đến việc là mình sẽ có thể đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm nếu mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm ở trên thị trường. Cuối cùng là cách phân bổ tiền đầu tư vào một cổ phiếu, thì mình sẽ lấy ví dụ một cổ phiếu để bạn dễ hình dung nha. Ví dụ như là bây giờ là HVG đi, thì lúc trước chúng ta thấy là thời gian tích lũy rất lâu ở đây, nhưng mà nếu mà không phân bổ vốn á, thì chúng ta sẽ all in vào thời điểm này. Nó sẽ có hai rủi ro. Thứ nhất là khi đó có thể là nó sẽ tích lũy tiếp vài tháng hoặc là vài năm, không ai biết được. Và danh mục của bạn có thể là bạn sẽ không tăng trưởng luôn, và tiền của bạn cứ bị chôn ở đó hoài, và có thể là mình sẽ bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác vì bây giờ mình đã hết tiền, mình đã all in rồi. Thứ hai là khi mà nó bị gãy nền, như trong trường hợp này, thì bạn sẽ bị lỗ và không có tiền đảo hàng hoặc là trung bình giá xuống để giảm giá vốn của mình. Vậy cho nên á, thường thì nếu mà bạn thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy nền như thế này, bạn hãy đầu tư khoảng 30% tổng số tiền của mình muốn đầu tư cho cổ phiếu đó. Ví dụ như là bạn muốn bỏ khoảng 100 triệu vào cổ phiếu Hòa Phát, thì thời điểm này hãy bỏ khoảng 30% để thăm dò, tức là khoảng 30 triệu. Nếu nó rớt xuống thì cứ mua tiếp thêm 30% nữa. Và nhớ là bạn phải đợi tín hiệu xác nhận thì mới mua được nha, chứ không phải là cứ thấy nó càng rớt thì mình càng mua, thì đó mình sẽ bị gặp trường hợp là có khi là cái cổ phiếu đó nó đang trong thời kỳ downtrend, thì bạn mua vậy hoài thì nó cũng sẽ không có lời. Thì cho nên đó là bạn phải xác định rõ những cái đó. Hoặc là đến khi nó đánh lên, tức là nó có tín hiệu vượt qua khỏi nền tích lũy với volume lớn, thì bạn có thể mua thêm vào, đại loại là như vậy. Tất nhiên là sẽ có một trường hợp là lợi nhuận bạn kiếm được sẽ ít hơn so với việc là bạn all in hết tiền vào một lần, nếu mà bạn đổ tiền vào và cổ phiếu tăng lên liền. Nhưng mà chúng ta sẽ không đoán trước được tương lai, cho nên mình nghĩ việc phân bổ vốn như thế này thì sẽ đảm bảo được lợi nhuận cho bạn, nhưng lại an toàn hơn rất là nhiều so với việc bạn cứ nhắm mắt rồi all in hết một lần giống như vậy. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về việc phân bổ danh mục và vốn đầu tư trong video lần này. Nếu bạn có gợi ý về chủ đề video hay là có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, thì đừng ngại để lại tin nhắn cho Mini Studio tụi mình biết nha. Hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Bye bye!